Chào cả nhà, chia sẻ một loại gia vị mua ở trong chợ Costco. Loại gia vị này rất là đơn giản để mà mình chiên cánh gà, ngon giòn, nhanh, gọn và lẹ. Một món ăn mình không cần phải có nhiều gia vị đâu, chỉ cần một loại này cho vào cánh gà chiên là được rồi. Chào cả nhà, hôm nay Hồng chia sẻ qua một cái món rất là đặc biệt, thật sự không có đặc biệt đâu, mà là đơn giản, nhanh, gọn và lẹ. Đó là cánh gà chiên giòn. Chiên giòn thì mình có thể dùng bột như là bột chuối chiên, cũng như là bột và potato store. Cái bịch bột này đó là họ mua ở các chợ Mỹ đều có bán. Còn nếu mà đi chợ Việt Nam đó thì mình mua cái bột chuối chiên như thế này. Để cho cái da của nó giòn hơn á, thì mình có thể dùng một trong hai loại bột này, nó giữ cái giòn rất là lâu và cũng rất là ngon. Còn nói về cánh gà đó thì ở chợ Costco bán cánh gà nó nhỏ hơn, nó ngon hơn. Còn nếu mà mình đi vào các chợ Việt Nam hay các chợ Mỹ khác đó thì thường người ta để ở trong cái tủ đá một cái bịch lớn, thì những cái cánh gà nó sẽ bự hơn. Cũng như hôm nay là cánh gà này là nó bự nè, bởi vì Hồng mua một bịch đó là 20 cái chỉ có 5 đồng mà thôi. Thứ hai, chợ North Hill thường là sale 5 đồng cho món ăn gì đó, thì mình mua về, hôm qua mua tới 5 bịch bỏ tủ đá, bởi vì mình làm rất là nhiều món ha. Hôm nào các bạn dùng thử cánh gà như là cái món là cánh gà kho sả ớt, cánh gà kho tiêu, kho gừng, kho nghệ, hay cánh gà nấu cà ri cũng rất là ngon. Nếu mà mình mua một con gà về đó thì mình nấu làm sao thì cánh gà mình nấu như vậy, bảo đảm là ngon bá cháy luôn. Hôm nay Hồng sẽ làm cánh gà, thường là mua về mình rửa qua muối cho nó thật là sạch. Sau đó mình dùng một cái thau, mình cho vào là nửa cốc sữa tươi hoặc là một cốc sữa tươi chung với nước lạnh, mình quậy cho nó đều rồi mình ngâm. Mình để vài ba tiếng rồi sau đó mình lấy ra, mình rửa sơ lại rồi mình khứa, rồi mình ướp gia vị. Với gia vị hôm nay Hồng dùng đơn giản lắm, là một loại gia vị mà mình có thể mua ở các chợ Mỹ, chợ Việt Nam đều có bán, Montreal Steak Seasoning. Loại này mình nấu rất là nhiều thức ăn, mình không có nêm nhiều lắm nha. Mình cho vào đây là nửa muỗng canh, cho gia vị vào, như vậy là mình chiên được rồi. Nếu như mà mình muốn dùng một trong hai loại bột này đó thì mình cứ cho vào là một muỗng canh là đủ rồi. Nếu mà mình muốn có cái độ giòn bọc ở ngoài của cái cánh gà đó thì mình cho vào đây là một cốc bột, thì nó sẽ bọc hết cái cánh gà này, giống như là mình chiên là fried chicken, đơn giản vậy thôi. Nhưng hôm nay Hồng không có cho bột, bởi vì mình muốn rằng là cái da của mình nó giòn bình thường chứ không có dùng bột. Và đây một lần nữa, hai loại bột mình có thể mua ở các chợ Việt Nam cũng có bán, cũng như là chợ Mỹ. Cái này á thì chợ Việt Nam có bán, Potato Store chợ Việt Nam cũng có bán, nhưng mà cái hiệu này đó thì chỉ có chợ Mỹ mà thôi. Rồi, đó là cánh gà chiên đơn giản với lại steak seasoning. Chiên như thế nào? Đơn giản lắm ha. Bây giờ mình qua bên kia mình chiên. Thời gian mình chiên cánh gà rất là nhanh, khi mà mình thấy cánh gà nổi lên trên mặt là mình lấy ra được rồi. Như thế này nè, rất là giòn luôn, ngon lắm, đơn giản, mình không cần phải ướp lâu lắm đâu. Mời cả nhà cùng ăn cánh gà chiên giòn, rất là ngon luôn. Đây, cái cánh này á, là mình mua ở trong chợ North Hill, khoảng chắc 3 lóng tay, một bịch là 20 cái, 5 đồng. Mỗi tuần thứ hai đều là đi chợ North Hill coi có cái gì 5 đồng, mình cần thì mình mua. Mình mua tổng cộng là 5 bịch, trời ơi, có 5 đồng thôi. Mà mình đi ra Wingstop hả, một cái là nó bán mình 1 đồng rưỡi. Ăn chicken với lại salad tô chợ Costco, uống thêm một lon nước. Đó, từ hồi sáng tới bây giờ là chưa ăn gì hết, đợi ông xã đi làm về rồi ăn trưa với nhau. Mà ăn trễ quá nó thì là không ăn tối được nữa. Ăn mỗi ngày một hộp salad như vậy thì phải nói là ngon bá cháy luôn đó. Có nhiều loại, 3-4 loại gì đó ha. Thường thường mình thích ăn cái loại là Caesar salad hơn, còn những cái loại khác thì mình không thích lắm. Ngon, mời cả nhà. Ông xã, ông xã của mình ngồi bên này nè. Bây giờ ông mắc cỡ lắm, ông ăn nó mắc cỡ lắm. Để cho ông ăn thoải mái. Cánh gà, mình rất là thích ăn cánh gà.
mình làm được rất là nhiều món về canh gà. Thay vì mình mua một con gà, mình có thể kho hay bất cứ món nào ha, mình lại thích dùng canh gà để kho. Canh gà kho trứng gà, canh gà kho trứng cút, canh gà kho tiêu, canh gà kho nước mắm, rau răm, sả ớt, gừng. Những món ăn gì mà mình kho dùng thịt heo, thịt gà thì mình dùng canh gà. Tin mình đi, ngon lắm đó. Mà cái này thời gian mình chiên cánh gà rất là nhanh, dầu thật là nóng mình cho cánh gà vào, khi mà cánh gà nó nổi lên trên mặt là mình lấy ra. Hồi xưa đâu có biết đâu, cứ để hoài nó khô queo khô quắc, mà bây giờ không có. Mình mà thích ăn bột thì cho bột vào, không thích thì đừng cho. Những cánh gà chiên nước mắm thì đơn giản, đâu có gì đâu khó, dễ làm lắm. Mình này, thường thường như vậy này đó, ngon ha. Ngày nào mình cũng xây sẵn cho ông xã mình một cái ly sinh tố. Xong cái bữa ông xã nói, ủa sao hôm nay không thấy sinh tố vậy? Cái mình nói nghỉ mệt một bữa làm giùm đi. Ông xã nói chứ bác sĩ mà cũng xin nghỉ phép nữa. Mình nói dạ em cũng xin nghỉ phép. Ông nói mình là bác sĩ của ông á, cái gì á mình cũng làm. Rồi cái lâu lâu á mình cũng nhờ ông xã làm. Đơn giản lắm, mình làm được thì mình làm ha. Vợ chồng á cô chú ha, vợ chồng ha, mình làm được cái gì thì mình làm. Hai vợ chồng mình nó giống tánh nhau y chang à, cũng đi làm về ha, cái mình có gì cho ăn, rồi ăn xong rồi đã khu vườn, nóng thì nóng nha, cũng ra khu vườn ngó 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 vậy rồi chút là mới vô nhà, mới nằm cái ghế salon nó nghỉ mệt. Cái ghế đó là ghế ông xã mình thường trực nhất, đi làm về là ở đó, đi làm về là nằm ở đó coi tivi hoặc là coi cái phone, coi bác sĩ chia sẻ rồi coi những cái tin tức gì đó. Còn mình thì không, ít có khi nào nằm ở đó lắm. Rảnh rỗi là mình cứ lên trên lầu mình nằm thoải mái hơn, nấu ăn. Chả cá đó khi mà mình xay xong rồi đó thì mình có thể chia ra từ bịch ha, mình bỏ vào tủ đá. Khi mà mình nấu những món ăn gì mà mình dùng chả cá đó thì mình lấy cái đó ra, chứ không chứ mình cũng không cần phải đem đi chiên hết đâu, chỉ ngoại trừ là mình muốn chiên để mà mình ăn ha. Có những câu hỏi mà mình đã từng được hỏi qua và cũng đã trả lời, nghĩ rằng là đã lâu lắm rồi chắc không ai hỏi mình nữa đâu, nhưng không ngờ lại có bạn hỏi nữa. Hồi xưa có phải cô dịch cho những phim bộ hay không? Hình như hồi xưa là cô có làm cái nghề mà nói tin tức phải không? Hồi xưa cô có phải là đi chung với Kỳ Duyên hay không? Còn những cái câu mà toàn là tài tử không à, có quen biết chú Ngọc Ngạn hay không? Hay là chú Việt Thảo hay không? Trời ơi, mình nghe cái mình hết hồn, nó dạ không, không quen biết ai hết, mình không biết ai hết. Và mình chưa bao giờ dịch phim bộ, chưa bao giờ nói tin tức hay là đi chơi chung với ai đó, không có nha. Mình nói thật đó. Có lẽ là tại vì có những lúc mình kể chuyện đó rồi cái vọng của mình nó hơi giống giống ai đó, cho nên nghĩ rằng là mình không có ha. Có một cái chuyện như thế này, mình muốn hỏi ý kiến của mọi người, mình sẽ làm như thế nào cho nó đúng. Nhà hàng xóm, cái nhà hàng xóm của mình á là người Việt Nam, đã lâu lắm rồi, phải nói là khoảng là 1 năm mấy rồi đó, không có nghe tiếng của cô ấy nữa. Và biết được cô ấy là ở bên Canada, rồi bây giờ thì cô đã qua lại Mỹ, mỗi ngày mở hết cánh cửa sân trước sân sau, cửa sổ trên lầu, rồi có những lúc á thì đi ra ngoài đội cái nón lá bà, đội một cái nón lá, mặc bộ đồ bà ba, chắp tay sau lưng, hát hò, giống như là đang tập vợt hát những bản nhạc gì đó, cả làng đều nghe hết. Nhưng rất tiếc là ai nấy cũng chịu đựng một thời gian rồi, đấm thoát hơn 1 năm mấy rồi, và câu chuyện đó lại trở lại. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là mình phải làm thế nào cho đúng, bởi vì mình
là người Việt Nam với nhau, mình không có muốn là mình gõ cửa thăm hỏi rồi lại đi nói là hát lớn quá không thể nào ngủ được, 10 giờ đêm rồi vẫn hát, 6 giờ sáng là hát, hát luôn không có ngừng, hát làm sao mà hát được như vậy thì mình không có biết. Trời ơi, cô chú ơi, khổ dễ sợ luôn, mệt mỏi, và mình cũng không biết mình phải làm sao. Nếu mà người hàng xóm họ gọi cảnh sát đến nhà đó thì lúc bây giờ chuyện lớn rồi. Còn mình á, là người hàng xóm Việt Nam, bây giờ mình qua mình nói á, thì cũng không được, mà không nói thì cũng không được. Mình đứng ở sau hè của mình á, mà phải đi lên tới trước nhà của mình á, rồi mình phải băng qua cái đường lộ đó, đâu có gần đâu. Mà ở ngoài sau hè mình nghe nó kêu bằng nó ầm ỉ trong cái lỗ tai của mình, nó mình hết hồn luôn. Trời ơi, ngày nào cũng vậy đó, tối hả, nhiều khi 11 giờ đêm vẫn còn hát. Mà nếu mà mình hát đó, thì mình đóng cửa lại, mình hát thì không ai nói gì hết. Nhưng tại sao phải mở hết tất cả cánh cửa trong nhà mình ra? Ban tối á, thì đóng cánh cửa trước, nhưng mà ban ngày á, là nói thật nha, mình ở đây mà mình ngó qua đó hả, là ngó thẳng vô cái nhà, ngó luôn ra cái sau vườn ở sau luôn đó. Thì mình biết được là căn nhà đó hồi xưa là cô chú lớn tuổi ở đó, mà cô thì cũng mất rồi, và chú cũng mới mất này cũng được mấy tháng. Hiện bây giờ căn nhà đó thì chỉ có hai người thôi, em trai đó thì đi làm cả ngày, còn cô vợ thì mình nói là vợ đi ha, chứ không biết có phải vợ không, thì đã mới về lại đây. Trời ơi, bây giờ sao? Hy vọng rằng là mọi người sẽ góp ý kiến cho Hồng để làm sao mà có thể qua bên nhà hàng xóm để mà mình nói cách nào cho không phải mít lòng. Bởi vì người Việt Nam biết nhau, mình không có muốn mít lòng, cũng như là người hàng xóm sau hè của mình cũng vậy thôi. Nói lớn tiếng thì mình nói nhỏ nhỏ lại, thí dụ là như vậy ha. Chứ chung quanh mình thì cũng đâu có nhiều người Việt Nam lắm đâu. Hai bên nhà đó thì là một cái người mới dọn vô nửa xác vách luôn, rồi có người Hàn Quốc cũng ở kế bên, rồi bên kia cũng người Hàn Quốc, bên này là người Tàu, còn mình là Việt Nam, kế bên là cái người Phi đó. Mà đâu phải chỉ có nhà mình nghe đâu, nhà bây giờ nó sát nhất với nhau như vậy nè, không thể nào mà mình không nghe. Mình nghe được thì cái những người kia họ cũng nghe được, họ rất là khó chịu. Nếu mà họ đã qua nói rồi đó, thì chắc là mình sẽ không có nghe tiếng hát đó nữa. Nhưng có lẽ người ta không có biết là người ta phải nói như thế nào. Hơn nữa cái tiếng Việt Nam mình nó hát á, mình nghe đó, nó không phải giống như những cái tiếng hát khác, nhanh lắm ha. Nhiều khi mình nói tiếng Việt, cái người kia nói ồ mình nói cái tiếng gì vậy, mình nói tao nói tiếng Việt. Thành ra người ta nói cái tiếng Việt của mình nói nhanh hơn là những cái tiếng của người Phi hay người Hàn Quốc, mình nói thí dụ vậy thôi. Cho nên đây là một vấn đề, phải là vấn đề lớn hay không. Ở Việt Nam thì mình đã thấy qua rồi, nhà thì không giờ khóa cửa, lúc nào cũng mở cửa ra, rồi hát karaoke mạnh ai nấy hát, nhà này hát, nhà kia hát, nhà nọ hát, ai hát ai nghe thì không biết, nhưng mà mình chỉ biết là ầm ĩ lên vậy thôi. Còn ở Mỹ mà ha, nhà ai nấy ở rất là êm, nhiều khi đó hả, hai vợ chồng mình cũng mở karaoke ra hát, nhưng mà tất cả cánh cửa đều đóng lại hết. Vào khi mình dặn á, mình cũng biết là dưới cái độ nào mình hát là đủ rồi, đâu có thể mà mình hát ở dưới lầu, ở trên lầu ngủ không được đó. Ở nhà mình hát, ông xã mà hát á là ở trên lầu vẫn ngủ được, chứ không phải ông xã mình hát mà tới nghĩ trên lầu ngủ không được, là mình nói tới như vậy luôn. Mà mình bây giờ mình không biết phải nói như sao, ngày nào cũng vậy cô chú, không có ngủ được. Chứ chiều tối á hả, mà lên giường nằm là cứ phải nghe cô đó ấy hát, mà mình đóng cửa sổ rồi đó, mà nghe ầm ĩ luôn. Nóng quá thì mình phải mở cửa sổ ra cho có gió vào trong phòng để mà mình mát, mình ngủ, mà không mở được nữa. Bởi vì mở là không thể nào ngủ được, mà đóng á thì nóng quá. Đó, đây là những cái chuyện mà phải nói là sống ở Mỹ, cô ấy qua Mỹ bao lâu mà vẫn không hiểu được rằng là mình phải hiểu là mình sống như thế nào. Đó, cho nên thật sự mà nói với mọi người ha, bây giờ mình không biết mình phải làm như thế nào nữa. Gọi cảnh sát hả? Không, mình không bao giờ muốn gọi cảnh sát ha.
gõ cửa thì mình cũng không muốn gõ cửa, mà không nói thì không được. Thôi thì bây giờ mình cố gắng mình nghe, nghe tới đến kỳ nào thì không biết, mà hồi kỳ rồi đó hả, trời mấy tháng trời luôn chịu không nổi luôn đó. Rồi tự nhiên thấy im mừng quá trời mừng luôn, tự nhiên hôm nay lại nghe nữa. Một tuần lễ nay mình đi chơi về là nghe luôn một tuần rồi đó. Ông xã hỏi hồi sáng giờ có hát không? Có, 6 giờ sáng là đã hát rồi. Thì 6, 5 giờ mấy mình dậy rồi. Hỏi mới nghỉ mệt hả? Đó, không biết có nghỉ mệt chưa mà giờ không có nghe. Có lẽ chắc mệt rồi phải ăn trưa hay đang nấu cơm á, cho nên nghỉ, đát hát tiếp. Hy vọng là mình sẽ quay cho mọi người nghe á, nếu mà hát lên. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày. Xin hẹn lại ngày mai.